Rồi với Nhi đây đây nè, trứng cút kỳ này lên giá dữ lắm, thường mua có 35.000 thì đang rang đậu phộng. Đây luôn, quay vô đây là nhà với Nhi thôi chứ vô trong này tới thôi luôn à. Gì vậy? Gì mơm mỗi đứa một góc không không quay úp. Hôm nào trời mát mát. Đây lụa hồn tao. Ấy nhìn. Này nhìn xem phải ha. Coi chừng còn có ngón nha. Bây giờ bắt đầu đem đi nướng đi. Có ớt chưa ta? Chưa. Không sao đâu. Đây như một. Ngồi đó to nhỉ. Ớt giờ mắc lắm á. Cay lắm à? Đây nè, hai trái này nha. Đâu? Đâu, coi chín. Chín này nè. Mít này chín chưa? Chưa chín ha. Bên vai bên đây bên nào? Sao nướng cả nguyên con luôn? Thì nó về kéo ra đi. Ở cái con này đâu anh? Ủa? Con này sao bỏ hành vô? Cái này mình nướng hai lớp nha cả nhà. Hấp dẫn quá. Để thêm vô đi. Còn chỗ ơi. Còn chỗ mà. Mình để lên đây luôn. Wow, nóng quá. Cái đũa đâu vậy ta? Nóng quá. Quá. Wow. Mình nướng một hồi nó chín cái trứng rồi mình mới cái này coi bộ tủ phỏng tay luôn. Phỏng tay luôn hả? Nóng hết hồn luôn anh. Nóng quá. Trời, cái chân cút tốn mấy ngàn á. Có cái này cả lại hả? Không, cái coi bộ hấp dẫn á. Ấy. Cái đũa đâu anh? Trời ơi. Trời ơi. Có đâu? Nè, cái này nè, tại đâu đó cái trắng. Chạy kìa, nó chạy kìa. Được không? Thôi, bỏ đi, mình lấy cái vỏ lớn lớn đi. Cái trứng thôi. Được, đó. Lấy cái này nè, cứng vậy nè. Ừ ha. Cứng chưa? Nói rồi. Rồi, chắc đổ hết luôn à. Hơi nhỏ, để lên không được cả nhà. Ui, nó chạy. Ôi, nhìn chạy. Thơm ghê. Thơm phức luôn cô chú ơi. Đó. Rồi đó, hết chưa? Còn vòng con này. Thơm ghê. Một tô trứng luôn mà nó rớt xuống đây hết. Rồi. Đây nhìn đã không cả nhà. Một lát mình. Còn một mớ ở đây thì một lát lương sẽ nướng. Cái đó mình đắp đậu phộng vô cũng ngon á. Mình nướng mỡ hành không cũng ngon. Chảy nước miếng. Là bị Covid à? Quay Covid là đã mang cái mớ này nha cả nhà. Nó mà hành. Rồi, ok. Ủa, cháu cũng chuẩn bị xong rồi cả nhà. Đây, Úc, cái cục kia rớt à. Rớt xuống với cục than hết rồi. Lương thì nướng hai phần. Lương thì không ăn mấy cái đồ được này được nha cả nhà. Mấy cái đồ này. Không có ngon đâu, bỏ đây nè. Dạ con mời cô chú. Không ngon. Dạ con mời cô chú. Được. Ăn mấy cái đồ nướng này được nha cả nhà. Mấy con này không ăn được. Rồi cả nhà miếng bự nha. Lương thì ăn mấy cái đồ này. Chán chịu cực đi, mốt chịu khổ. Có chảy nước miếng không? Nuốt hết rồi. Nào đi quay á. Bác theo miếng thịt heo đi. Nhìn ngồi ăn không được ăn. Đi bắt lắm. Mùa này nè, tầm 1 tháng nữa, 1 2 tháng chứ ha. Hôm nào mà nước cạn mấy cậu cháu Lương sẽ đi bắt cho cả nhà. Chúng nó dính ngay cái vỏ này nè. Cá
xì quỷ á. Đó, nó dính ra đó. Tới mắt cá chân á là mình nhìn vô nó thấy mỡ, nó thấy ở cái miệng ra thọt tay vô nó cắn gần cá chứ. Không có nước. Không có nước hả? Ăn đâu. Mình khỏe đi, sau này mình ăn. Chú nha. Người chơi không ăn hành. Anh nghe nói ăn tỏi mà. Mọi người kèo mày chấm vô đây ngon xuất sắc luôn, tự ngon nhất mắt miếng là phần luôn á. Các cô chú nên là không bóp cát cái gì hết á, khi nào có dịp đúng mùa là nhiều lắm này. Này ăn chưa hết luôn nè. Này chắc ăn ngán lắm đúng không? Cả nhà thật nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn cô chú. Kìa đồ nó